Khởi nghiệp kinh doanh món gà nướng này thì rất là dễ nha mọi người. Bây giờ mình không cần phải vốn nhiều đâu. Mọi người chỉ cần đầu tư một hai cái lò nướng thôi. Một cái lò nướng bây giờ thì giá chỉ rơi vào khoảng tầm 1 triệu 540 nghìn. À, mọi người mua về cả ship ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu 6. Là đã có đầy đủ là một lò nướng này. Rồi là có một cái giá treo gà, một cây móc gà quan trọng nhất là bây giờ mình có một cái vị trí mà nhiều người qua lại để mình đứng mình bán thôi. À, mọi người có thể đốt bằng củi, bằng ga đều rất là ok. Nếu mà mình có củi sẵn đấy miễn phí được ấy, ở những vùng quê thì rất là nhiều rồi thì mọi người có thể sử dụng củi để mình đốt. Còn nếu không thì mọi người có thể gắn một cái đầu bếp ga vào là mọi người có thể đốt ga được. Thì đốt ga nó sẽ nhẹ tay hơn, rảnh tay hơn, à, mình nhàn hơn, mình có thời gian để mình làm những việc khác. Nửa nó cũng sẽ đều hơn nhưng mà nếu mà đốt được bằng củi ấy, thì nó sẽ đặc trưng hơn rất là nhiều. Đây là nếu mà anh chị em nào mà kinh doanh, ấy, à, mà có ý tưởng ấy, thì mình làm luôn nha. Tại vì hiện tại là bên em đã bán được khoảng tầm cả mấy chục cái lò rồi. À, một vài anh chị em là mua cứ vài cái về để khởi nghiệp kinh doanh luôn. Tại vì mọi người cũng đang bán sẵn một cái loại đó là vịt nướng lu rồi á. Mọi người bán vịt nướng lu rồi là bán thịt quay các thứ ấy. thì mọi người mua về mọi người làm, mọi người bán luôn đấy. À, thì cái này rất là dễ làm thôi. Mình cứ mua gà tươi về mình treo lên rồi mình đốt ở trong cái lò đó khoảng tầm 40 phút thì sẽ chín được một con gà nha mọi người. Tùy thuộc là gà to hay nhỏ. Mình nướng vịt cũng được, nướng thịt heo cũng được hoặc là mình nướng ngỗng cũng được nha ở bên Đài Loan thì họ đã bán cái món này nó rất là lâu rồi nhưng mà Việt Nam mình thì chưa bán à, còn anh chị em mình đã xem cái video của Đài Loan cũng rất là nhiều rồi nhưng mà mọi người chưa có bắt tay vào làm thực ra nếu mà mọi người chưa bắt tay vào làm thì bây giờ nó có một cái 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 cái, cái vấn đề là như thế này à, mình không làm thì người khác sẽ làm và người khác làm rồi thì nó sẽ qua mất cái trên Đây là anh chị em mình có cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp thì mọi người hãy bắt tay vào làm ngay nhé và mọi người có thể đặt hàng trên cái website là meli.vn thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho mọi người à, nếu mà anh chị em nào có mua số lượng lớn hơn ấy, thì mọi người có thể liên hệ với bên em để có những cái hình thức vận chuyển phù hợp à, tiết kiệm cái chi phí vận chuyển cho mình kinh doanh nha mọi người